Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối tri thức cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm nêu cao các quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình xem bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tiếp bài tập của bài 62 bài luyện tập chung. Tiết số 3 trang 66 nhé. Trước hết mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 người ta kêu mình phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Như mình sẽ phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Trong hình bên số bé nhất nằm ở vị trí nào? Đáp án A là ở trong hình tròn nhưng ở ngoài hình chữ nhật. Đáp án B là ở trong hình tròn và ở trong hình chữ nhật. Và đáp án C là ở trong hình chữ nhật nhưng ở ngoài hình tròn. Như ở đây quan sát hình bên đây thì mình thấy có tất cả là 4 số. 56.789, 30.839, 25.690 và 25.728. Bây giờ mình sẽ đi so sánh bốn số này xem số nào sẽ bé nhất, đúng không? Giờ hãy sẽ tính nhá phía dưới này cho các em xem. Giờ mình so sánh bốn số, mình thấy là cả bốn số đều là số có năm chữ số, mình so sánh hàng hàng chục nghìn. Số 5, số 3, số 2, số 2. Như vậy số 2 sẽ nhỏ hơn số 3 và số 5. Như vậy một trong hai số này sẽ là số bé nhất. Mình thấy là hai số này có hàng chục nghìn giống nhau, mình so sánh hàng nghìn, số 5 cũng giống nhau. Mình so sánh hàng trăm, 6, đây là 7. Như vậy 6 sẽ nhỏ hơn, như là 25.690 sẽ là bé nhất. Được này. Tiếp theo là 25.728. Giờ còn lại hai số thì số 3 sẽ nhỏ hơn số 5, như vậy 30.839 và số lớn nhất sẽ là 56.789. Như mình thấy là số bé nhất là 25.690. Mình thấy là số này nằm ở trong của hình tròn và ở trong hình chữ nhật luôn. Như ở trong hình tròn và ở trong hình chữ nhật chính là đáp án nào? Chính là đáp án B. Như vậy câu số 1 này mình sẽ chọn đáp án B. Đúng này. Giờ câu số 1 kem hiệu bạc, các sau bấm hết video hãy biết kem hiệu bạc. Giờ phần thứ nhất thầy sẽ xóa đi nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta nói khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B là 63.725 m. Câu A phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, làm tròn đến hàng nghìn thì khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B khoảng bao nhiêu mét? Giờ làm tròn đến hàng nghìn, mà số quan sát số này 63.725, nếu làm tròn đến hàng nghìn thì mình quan sát hàng trăm. Hàng trăm ở đây là số 7, 7 sẽ lớn 5 nên 63.700 mình sẽ làm tròn lên thành 64.000. 64.000 chính là đáp án B. Như vậy câu số A, câu A mình sẽ chọn đáp án B nha. 64.000 mét, đúng không? Tiếp theo làm tròn đến hàng trăm thì khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B khoảng bao nhiêu mét? Làm tròn đến hàng trăm mình sẽ quan sát số này. Số này muốn làm tròn đến hàng trăm mình sẽ quan sát hàng hàng chục. Hàng chục ở đây là số 2, 2 sẽ nhỏ 5 nên mình sẽ làm tròn xuống. 63.725 đồng tròn xuống là 63.700. 63.700 chính là đáp án A. Giờ như ở đây mình sẽ chọn đáp án A đây. Tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B người ta kêu mình viết số hết hợp và chủ chấm. Làm tròn đến hàng chục nghìn thì khoảng cách giữa thành phố A và thành phố B khoảng bao nhiêu km? Như vậy người ta kêu mình làm tròn đến hàng chục nghìn khoảng cách giữa thành phố A đến thành phố B. Mình sẽ quan sát số này. Số này nếu làm tròn đến hàng chục nghìn thì mình quan sát nghìn nghìn. Hàng nghìn ở đây là số 3, 3 sẽ nhỏ 5 nên mình sẽ làm tròn xuống. 63.000 làm tròn thành 60.000 thôi. Như vậy 63.725 mình làm tròn đến hàng nghìn thì mình sẽ được là 60.000 mét. 60.000 mét mà sẽ đổi qua km, đúng không? Giờ hãy sẽ tính nhé phía dưới này cho các em hiểu. Giờ 60.000 mét mình sẽ đổi qua km, vì ở đây mình thấy có chữ km.
Đối từ mét qua km thì mình sẽ chia cho 1.000, 60.000 chia 1.000 còn 60 chỗ này. Như chỗ bên này mình sẽ điền là 60 nha, 60 km. 60.000 m sẽ là 60 km. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 kênh thứ ba, kênh sau bấm khuất video hãy biết kênh thứ ba. À, phần tính nháp thì sẽ xóa đi nhé. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu viết số hết hợp và chủ chấm. Mỗi bạn Mai Việt Nam viết một số trong các số 39.283, 44.930 và 39.400 lên bảng con. Viết số Mai viết lớn hơn số Nam viết nhưng mà bé hơn số của bạn viết, bạn Việt viết. Giờ như vậy là câu số 3 này người ta nói là mình sẽ viết số hết hợp và chủ chấm. Ở đây mình sẽ có 3 bạn. Mỗi bạn Mai Việt Nam viết một số trong các số 39.283, 44.930 và 39.400 lên bảng con. Biết Mai viết số lớn hơn Nam viết nhưng bé hơn số của Việt viết. Như là người ta nói là số Mai viết sẽ lớn hơn số của Nam viết nhưng mà bé hơn số của Việt viết. Như vậy có nghĩa là số của bạn Việt viết sẽ là lớn nhất. Đúng này. Còn bạn Mai sẽ nằm giữa. Đúng này. Và bé nhất sẽ là của bạn Nam viết. Đúng này. Bây giờ mình so sánh ba số này. 39.283, 44.930 và 39.400. Mình thấy là cả ba số đều là số có 5 chữ số. Đúng này. Bây giờ mình so sánh nhé. Thầy sẽ tính nhắn như này cho các em hiểu. Mình so sánh xem số nào bé nhất và số nào sẽ lớn nhất. Giờ cả ba số đều là số có 5 chữ số, mình so sánh hàng chục nghìn. Số 3, 4, 3. Dở dàng số 3 sẽ nhỏ hơn số 4, như vậy số này lớn nhất. Đúng rồi. Giờ so sánh hai số này xem số nào sẽ nhỏ hơn. Hai số này có hàng chục nghìn giống nhau, hàng nghìn số 9 cũng giống nhau mà so sánh hàng trăm. Hàng trăm ở đây là số 2, bên đây là số 4, vậy là số này sẽ nhỏ nhất. 39.283 sẽ nhỏ nhất. Tiếp theo là 39.400. Và số lớn nhất sẽ là 44.930. Như vậy người ta nói là số Mai viết sẽ lớn hơn số của Nam viết nhưng bé hơn số của Việt viết. Như số Mai chính là số ở giữa này. Nhưng mà trả lời Mai đã viết số 39.400. Giờ số Mai sẽ lớn hơn số Nam có nghĩa là Nam sẽ nhỏ hơn. Có nghĩa là 39.283. Giờ số của bạn Mai sẽ nhẹ bé hơn số bạn Việt, có nghĩa số của bạn Việt sẽ lớn nhất là 44.900 đồng. Này. Giờ tiếp theo là câu B. Số Mai đã quyết làm tròn đến hàng trăm là được số bao nhiêu? Số của Mai quyết ở đây. Số này làm tròn đến hàng trăm thì số này đã là số tròn trăm giờ nên mình sẽ viết lại thôi. Là 39.100. Số này đã là số tròn trăm. Đúng rồi. Câu C, số Việt đã quyết làm tròn đến chục nghìn là bao nhiêu? Như vậy, số vòng Việt là số này, làm tròn đến hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn là đây. Mình khi người ta kêu làm tròn đến hàng chục nghìn, số quan sát hàng nghìn. Hàng nghìn ở đây số 4 sẽ nhỏ 5 làm tròn xuống. 44.930 làm tròn xuống thành 40.000. Câu D là người ta nói là số của Nam đã viết làm tròn đến hàng nghìn là bao nhiêu? Giờ số bạn Nam là đây. Làm tròn đến hàng nghìn. Hàng nghìn là số 9. Khi người ta kêu làm tròn đến hàng trình mà hàng nghìn mình sẽ quan sát hàng trăm. Hàng trăm ở đây là số 2, 2 sẽ nhỏ hơn 5. Nên mình sẽ làm tròn xuống 39.283 làm tròn xuống thành 39.000. Giờ như là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em xem bao hết video hãy biết các em hiểu bài.
Phản tính nháp thì sẽ xóa đi nhé. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ dễ hiểu, bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em lại chưa đăng ký kênh Hiền Liên, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hiền Liên nhé. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.